Mời mọi người thưởng thức bánh tu hú và bánh dày nhé. Bánh nhỏ này thì có lơi gọi là bánh dày nhỏ, có lơi gọi là bánh tu hú. Còn đây là bánh dày lớn. Thực ra là cái cách làm của cả hai cái loại bánh này nhé thì nó đều tương tự như nhau. Vỏ bánh thì làm bằng loại bột như nhau, ở bên ngoài là cùng là đỗ xanh hấp chín, xong đỗ xanh làm chín xong rồi là nghiền nhỏ ra xong rồi rắc vụn lên. Thế nhưng nó khác một cái là cũng một cái loại loại bánh dày nhỏ này, có lơi thì người ta dùng là nhân ngọt, có lơi thì dùng là nhân mặn. Ở đây là dùng cái bánh nhỏ này là dùng nhân mặn, thì ở đây mọi người gọi là bánh tu hú. Nó dẻo lắm. Nó dẻo kiểu là làm bột gạo ấy, xong nó dẻo gần giống như kiểu là bột gạo làm bánh rán ấy. Bột nếp là bánh rán ấy, nhưng mà bánh rán thì nó dẻo kiểu là khi mình phải đun nóng ấy nó mới dẻo. Nhưng cái này là mới cả nó hâm bánh rán thì dẻo kiểu có chút mỡ, nhưng mà cái này là kiểu dẻo khô. Thực ra là bánh này là nhân chay luôn ấy, không có nhân luôn. Người bán hàng bảo với mình là nhân mặn, nhưng mà thực ra là không có nhân luôn. Bánh này là bánh chay, bánh dày không có nhân. Ăn nó dẻo lắm, kiểu là dẻo của nó là dẻo khô. Dễ ăn. Mình thích cái kiểu dẻo dẻo này. Mà không bị ngọt. Thoáng ngọt cũng không có luôn. Còn là bột với cả đỗ bên ngoài thôi, ăn nó dễ ăn, nó không bị ngọt ngọt quá. Thỉnh thoảng các đám cưới người ta cũng hay làm bánh dày. Bánh dày là có nhiều dạng làm lắm. Có thể người ta làm thành một cái hình trụ, xong là đè hơi dẹt dẹt xuống, xong là đè dài dài xuống sắt. Cũng có thể là lặn thành từng cái như thế này. Nó đều là một cái kiểu loại bột dẻo dẻo như này. Bánh này là bánh dày nhân ngọt. Nhân ngọt bên trong có đỗ xanh, có dừa, có trộn ít đường bên trong nữa. Người ta làm nhẹ nhẹ cho nên là nó cũng không quá ngọt ấy, nó cũng dễ ăn. Mà ai kiêng béo cũng không no. Bánh dày làm ở đám cỗ thì thường là nhân nhiều hơn như này, cũng không làm giật thành hình cái như này mà làm cả một cái khuôn dài cắt nhiều nhân hơn. Phồng lên nhiều nhân. Còn ở đây là người ta làm bán là theo kiểu bán ăn sáng bình thường ấy, thì làm ở mức độ vừa phải, có đỗ xanh nghiền nhỏ này, tất nhiên là làm hấp chín rồi đấy, với cả trộn với cả đường này, với cả có dừa lạo, có đỗ đỏ. Thực ra là có người cho đỗ đỏ, có người không ấy. Thường là chỉ có đỗ xanh ấy, với cả dừa thôi. Cái này là mọi người có thể là cầm bằng tay, hoặc là dùng đeo bông găng tay ni lông xong là cầm bằng tay để ăn. Mình ngại bẩn tay mình dùng dĩa. Cái này dùng hai cái dĩa nó chắc chắn hơn. Một cái dĩa nó hơi
cảm thấy hơi lỏng lẻo này.